Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Vòng TV. Ngày hôm nay mình cũng sẽ chơi thử game trên chiếc đồng hồ chạy Android thôi các bạn ơi. Nói chung mình rất là thích chiếc đồng hồ này. Bởi vì sao? Giá nó cực kỳ rẻ luôn các bạn, chỉ có khoảng 400-500 ngàn thôi. Loa rất là to luôn. Link sản phẩm thì mình để ở phía bên dưới phần mô tả. Game và ứng dụng cũng ở dưới phần mô tả luôn nha các bạn. Rồi, ok. Link sản phẩm thì mình để phía bên dưới phần mô tả, cho các bạn nào quan tâm thì bấm vào đó tham khảo thêm nha. Còn một số con game và ứng dụng của các dòng Android cũ mình cũng để phía bên dưới phần mô tả luôn. Các bạn nào cần thì có thể bấm vào đó để tải. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.